Thứ năm sau Chủ nhật 29 thường niên, tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức giê -xu nói với các môn đệ, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng Thầy đến để đem hòa bình cho cha đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai, con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng. Kính thưa Cộng đoàn, Đức giê -xu nói với các môn đệ, anh em tưởng rằng Thầy đến để đem hòa bình cho cha đất sao? Không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Đức giê -xu đến thế gian này không phải đem hòa bình theo kiểu thế gian luôn khao khát, mong chờ, nhưng là hòa bình của Thiên Chúa. Hòa bình của Thiên Chúa mà Đức giê -xu mang đến, con người chỉ nhận được sau khi cố gắng chiến đấu để sống theo tin mừng và giáo huấn của Đức Giêsu nghĩa là bình an hòa bình thật sự ở trong tâm hồn chứ không phải là hòa bình bình an vật lý mà thôi sứ vụ loan báo tin mừng của Đức Giêsu đã gặp chống đối và lời rao giảng của ngài đã gây ra chia rẽ giữa những người tin và những người không tin chia rẽ cũng xảy ra ngay trong cùng một gia đình cha chống lại con trai, con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ chồng, mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng. Sự kiện nước thiên chúa đến không phải để các môn đệ hưởng thụ một cuộc sống bình an một cách thụ động. Chúng ta sẽ hưởng bình an, nhưng phải cố gắng chiến đấu mới đạt được. Chiến đấu trong gian truân thử thách chiến đấu với cả những người thân nhưng không cùng niềm tin với mình, chiến đấu với chính bản thân. Do vậy, người tín hữu và luôn chiến đấu vượt qua tính ích kỷ và nhỏ nhen của mình để biết nghĩ đến quyền lợi của người khác. Chiến đấu vượt qua tính lười biếng và thụ động để dấn thân cho sứ vụ loan báo tin mừng và lợi ích chung của mọi người. Chiến đấu vượt qua những chia rẽ và bất hòa để luôn sống quảng đại bác ái với mọi thành viên trong gia đình và anh chị em chung quanh bình an mà thiên chúa ban cho con người là kết quả của những cố gắng để giải quyết tình trạng chia rẽ nơi bản thân mỗi người chỉ có bình an thật sự trong tâm hồn khi không còn xung đột giữa cái tôi hướng thiện và cái tôi gian ác nữa nơi gia đình và xã hội khi mọi người đều hiệp nhất và yêu thương nhau thì mới có bình an. Trong cuộc sống, con người chỉ cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc thật sự khi con người dấn thân phục vụ anh chị em mình một cách vô vị lợi, sống yêu thương và cư xử trong tình bác ái với nhau. Chúng ta biết rằng lửa thánh thần, lửa nhiệt tâm, lửa nhiệt thành và lửa tình yêu mà Đức Giêsu mang đến trần gian này chỉ bùng cháy trong những tâm hồn thiện chí mà thôi. Do vậy, mỗi người chúng ta cần được ngọn lửa của Đức Giêsu chạm đến để chúng ta trở thành ánh lửa cho thế giới. Xin xua tan bóng tối hận thù và chia rẽ ra khỏi tâm hồn mỗi người chúng ta. Và đốt lên lửa thánh thần, lửa yêu thương và làm cho bùng cháy lên mãi. Ước mong ngọn lửa yêu thương của Chúa được lan tỏa và chiếu sáng hầu thế giới này tràn ngập bình an và ân sủng. Xin cho mọi người trong gia đình luôn làm cho lửa yêu thương, lửa thuận hòa bùng cháy mãi. Vì đó là sức sống của gia đình và là dưỡng chất cho nhau. Xin Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa yêu thương Ngọn lửa nồng nhiệt trong tâm hồn mỗi người tin hữu Để tất cả cùng thi hành sứ vụ loan báo tin mừng Thứ năm sau chúa nhật 29 thường niên Tin mừng theo thánh Luca Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất Và tại những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên Thầy còn một phép rửa phải chịu Và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng Thầy đến để đem hòa bình cho cha đất sau, Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai, con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng. Kính thưa Cộng đoàn, Đức giê nói với các môn đệ, anh em tưởng rằng Thầy đến để đem hòa bình cho cha đất sao? Không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Đức giê đến thế gian này, không phải đem hòa bình theo kiểu thế gian luôn khao khát, mong chờ, nhưng là hòa bình của Thiên Chúa hòa bình của Thiên Chúa mà Đức Giêsu mang đến, con người chỉ nhận được sau khi cố gắng chiến đấu để sống theo tin mừng và giáo huấn của Đức Giêsu. Nghĩa là bình an, hòa bình thật sự ở trong tâm hồn chứ không phải là hòa bình, bình an vật lý mà thôi. Sứ vụ loan báo tin mừng của Đức Giêsu đã gặp chống đối và lời rao giảng của Ngài đã gây ra chia rẽ giữa những người tin và những người không tin chia rẽ cũng xảy ra ngay trong cùng một gia đình. Cha chống lại con trai, con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ chồng, mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng. Sự kiện nước Thiên Chúa đến không phải để các môn đệ hưởng thụ một cuộc sống bình an một cách thụ động. Chúng ta sẽ hưởng bình an nhưng phải cố gắng chiến đấu mới đạt được chiến đấu trong gian truân thử thách chiến đấu với cả những người thân nhưng không cùng niềm tin với mình chiến đấu với chính bản thân do vậy người tín hữu phải luôn chiến đấu vượt qua tính ích kỷ và nhỏ nhen của mình để biết nghĩ đến quyền lợi của người khác chiến đấu vượt qua tính lười biếng và thụ động để dấn thân cho sứ phụ loan báo tin mừng và lợi ích chung của mọi người chiến đấu vượt qua những chia rẽ và bất hòa để luôn sống quảng đại bác ái với mọi thành viên trong gia đình và anh chị em chung quanh bình an mà thiên chúa ban cho con người là kết quả của những cố gắng để giải quyết tình trạng chia rẽ nơi bản thân mỗi người chỉ có bình an thật sự trong tâm hồn khi không còn xung đột giữa cái tôi hướng thiện và cái tôi gian ác nữa nơi gia đình và xã hội khi mọi người đều hiệp nhất và yêu thương nhau thì mới có bình an trong cuộc sống con người chỉ cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc thật sự khi con người dấn thân phục vụ anh chị em mình một cách vô vị lợi sống yêu thương và cư xử trong tình bác ái với nhau chúng ta biết rằng lửa thánh thần, lửa nhiệt tâm, lửa nhiệt thành và lửa tình yêu mà Đức Giêsu mang đến trần gian này chỉ bùng cháy trong những tâm hồn thiện chí mà thôi. Do vậy, mỗi người chúng ta cần được ngọn lửa của Đức Giêsu chạm đến để chúng ta trở thành ánh lửa cho thế giới. Xin xua tan bóng tối hận thù và chia rẽ ra khỏi tâm hồn mỗi người chúng ta. Bà đốt lên lửa thánh thần, lửa yêu thương và làm cho bùng cháy lên mãi. Ước mong ngọn lửa yêu thương của Chúa được lan tỏa và chiếu sáng. Hầu thế giới này tràn ngập bình an và ân dụng. Xin cho mọi người trong gia đình luôn làm cho lửa yêu thương, lửa thuận hòa bùng cháy mãi. Vì đó là sức sống của gia đình và là dưỡng chất cho nhau xin chúa thánh thần đốt lên ngọn lửa yêu thương ngọn lửa nồng nhiệt trong tâm hồn mỗi người tín hữu để tất cả cùng thi hành sứ vụ loan báo tin mừng